Xin chào tất cả các bạn đến kênh Cô Quý Chị Vlog nha. Thì hôm nay thì mình cũng rảnh rỗi nên sẽ đi biển Ba Tri nha các bạn. Mình sẽ đi quay biển Ba Tri của mình nha các bạn. Và bây giờ trời bắt đầu chuyển mưa các bạn ơi. Đã chuyển mưa rồi, nhưng mà mình cũng sẽ cố gắng để tới biển review các bạn xem nha. Còn mình đi hết đoạn đường nha các bạn. Và mình đang ở dòng trơn nha các bạn. Đây dòng trơn nha các bạn. Thì sẽ đến dòng trơn mình có một số điểm nơi, nếu mà thấy có điểm nào hay thì mình sẽ quay review các bạn xem nha các bạn. Thì ở dòng trơn thì có bánh tráng Mỹ Lòng ngon nha các bạn, đặc sản của Bến Tre mình nha. Thì có điểm nào hay mình sẽ quay và cho tiếp dầm chạy xe đây. Chào tất cả các bạn nha, thì trước mắt chúng ta là đường đi đến Ba Tri các bạn. Đây bên đường rất là sạch sẽ, cây cỏ nó mới là lâu lắm rồi nhưng mà không được ai chăm sóc nên nó không có phát triển được nha các bạn. Chúng ta đã cùng gần tới biển nha bạn. Ở đây là người ta làm ô vuông để nuôi tôm nha bạn. Thì cùng mình lên đường nha bạn. Cái này là theo mình được biết là cây đước nha bạn. Đây cây đước các bạn ơi. Khu vườn là bây
bảo hộ sóng biển, gió biển các bạn, bão rồi đó. Đây người ta dưới đây chăm nghĩ là người ta dễ nước ngọt các bạn, để phòng cho nước mặn á. Mình nghĩ dưới đây chắc là có cua nha các bạn, cua biển trong rừng, chắc cua biển tự nhiên á. Tiếc quá thì mình không có đeo cần câu á, phải chi mà có đeo cần câu theo xuống đây câu cá cũng được. Đây chắc mình nghĩ là cá cũng nhiều lắm. Trước mặt bạn là biển nha các bạn. Trời nắng hơi chán các bạn thông cảm nha các bạn. Thì biển Ba Tri còn khá hoang sơ nha các bạn. Đây là người ta là xây cái bờ kè và bảo vệ cho đất liền các bạn, để mất công sóng nó đánh nó dở là nha bạn. Nó đây tờ đánh cá nha bạn. Dưới biển còn khá hoang sơ, biển rất là sâu, nguy hiểm lắm. Ở đây không, người ta không có tắm, chỉ có nuôi trầm thủy sản thôi. Trước mắt mấy bạn nha, học mờ quá không thấy rõ đó. Em chỉ nha, trước mấy bạn đó, đó là chắc là mình nghĩ là Bình Đại nha các bạn. Còn xa xa chỗ chích thiền á, dẫn lên xin chắc là mình nghĩ là Thành Phú. Biển này không có tắm được nha bạn, rất là sâu. Chỉ có thể đánh cá các bạn ơi. Xa xa mà mình thấy có nhiều cá lắm, cái độ nhiều thì tạo đánh cá lắm. Ở đây mình thấy có còng, còng các bạn, với mấy con ốc. Đây bờ kè nguy hiểm, mình không có dám xuống nha các bạn, xuống là chết luôn á, tôi mạng luôn á, không có chuyện chơi đâu. Thì biển ở Ba Tri hay là biển ở vùng khác miền Tây á, chủ yếu là lượng phù sa nó không có được xanh lắm nha các bạn. Nó phải như biển Vũng Tàu hay là Phan Thiết, Nha Trang đẹp đâu. Biển mình chủ yếu là do phù sa, nó lưu lượng phù sa nó bồi là nó ra chảy ở biển á, nên nó không có được, nó đục đục. Tại vì nó như là mình nghe nó cấu thành chín con sông Cửu Long rồi, dạng như là chín con rồng các bạn, là chín nhánh sông á, sông lớn nhất là sông Tiền, sông Hậu, sông nhìn qua mất tiêu rồi. Và mình cũng đã thuyết phục được cô chủ quán cho mình rửa xe ở đó, và mình sẽ đi dọc ra ngoài bãi biển như thế này. Và mình chắc mình nghĩ là mình cũng hồi cũng phải rửa xe, rửa tiền cho người ta, chứ người ta đâu có nghiêu mình nữa các bạn, đúng không? Ở đây người ta chủ yếu là nuôi nghiêu nha các bạn, nuôi nghiêu với đúng rồi, nuôi nghiêu mà tại nhà bãi nghiêu mà mình thấy rất là giỏ nghiêu, nhiều giỏ nghiêu. Chắc giỏ nghiêu này chắc người ta ăn, người ta bỏ này, chứ là giỏ ốc giết. Mình nghĩ ở đây là đi chân không là sẽ bị đứt giò nha các bạn. Wow, các bạn thấy không, rất là nhiều giỏ nghiêu. Do mình đi hơi trễ nên không thể thấy được ánh bình minh lúc mọc. Mình nhìn xa xa, ngoài xa là có những con thuyền đến bắt cá mà ở gần bờ. Một chút xíu mình thử mình mò dưới đây coi có nghiêu không các bạn. Tại mình nghe nói người ta nghiêu, chắc ở đây có nghiêu nha các bạn.
bãi biển này còn rất là hoang sơ, chưa không thể khai thác du lịch được, tại vì ở đây là biển ở đây cát nó dễ bị sạt lở các bạn. Các bạn thấy không, người ta cũng làm bờ kè nhỏ nhỏ để đó là khu vực biển ở ngoài bờ kè là biển sâu, ta sợ là nguy hiểm nên người ta dựng bờ kè cho nó an toàn cho du khách. Các bạn có tham quan thấy có một số người cũng đang tắm nữa các bạn. Thì Bến Tre mình chỉ có ba biển là Bình Đại, biển Thành Phú và biển Ba Tri. Và biển Thành Phú là bắt đầu hoạt động du lịch nha bạn. Còn Bình Đại cũng được chuẩn bị mở du lịch luôn. Còn Ba Tri thì chắc mình nghĩ là chắc không thể quá, tại vì nước đây sâu, nguy hiểm cho mọi người. Mình thấy ở đây đi dọc đường để cát nè, mình thấy có nhiều giò ốc của ốc giết, không biết là nó bị chết hay là người ta ăn ta bỏ, mình không biết. Đây có thò lò biển không nhớ bạn, để mình coi có nào là ốc mượn hồn không, giống như Phan Thiết không. Toàn những ốc chết nữa bạn ơi. Điện thoại mình lấy nét không có rõ, mấy bạn thông cảm nha. Đây là những giỏ ốc giết chà bá lửa luôn các bạn. Đây có những giỏ ốc rất là đẹp, màu quá. Giỏ ốc to, giỏ ốc không à. Đó, thò lò biển các bạn ơi. Đây cũng có sình nữa nè, mình nghĩ là sạt lở các bạn. Đây sình ra khô, wow, thật là biển quá trời các bạn ơi. Mình nghĩ là khó thấy nó lắm đó, mấy bạn thấy không, nhả kìa đó. Đó, các bạn thấy không? Nó lội tung tăng nữa không? Đó, thấy không? Tấp ngớp luôn. Đó, nó đứng kìa. Mình kể các bạn nha. Đó, thấy không? Các bạn thấy không? Ta gọi là thò lò biển nha các bạn. Đi chắc hồi mình dép mình xình không á. Đây nó móc nè, móc đất nè để cho nước vào. Để coi mình sao, coi nó sâu không. Đi sâu rồi bạn ơi. Thì chủ yếu mình ra đây, mình hồi đó giờ mình chỉ đi biển Bình Đại, Thạnh Phú và mình chưa đi biển Ba Tri lần nào hết. Thì hôm nay mình sẽ, tại do hồi đó mình nhỏ vậy là mình chưa đủ điều kiện xe máy hay là gọi là chi phí á, nên mình cũng chưa có đi. Thì bây giờ mình lớn mình đi làm, mình cũng dư được chút đỉnh
và mình đi thử xem quê hương của mình ra sao. Bạn thấy không, mình chút xíu nữa ở Ba Tri mình á là sẽ có một điểm đến nổi tiếng, không phải nổi tiếng nữa mà là gọi là di tích của tỉnh Bến Tre mình, là khu mộ của cụ Nguyễn Đình Chiểu. Chút xíu mình sẽ ghé thăm cái di tích đó nha các bạn. Không, người ta làm này đất này á là để phòng tránh là sóng, nếu mà nước dâng lên á sẽ sóng đánh như đó, nghĩa là chống sạt lở luôn với chống bão nha các bạn. Đây sình không à, nghĩ là người ta móc đất ở dưới, ở trên đây là chắc một ít cát mà mình nghĩ ở dưới là sình các bạn. Để mình thử coi. Rất là nhiều vỏ ốc giết nha các bạn. Mình nghĩ ở dưới không biết có là nhiều không. Mình cào thử coi. Không, mình đi mà quên đeo bao tay à, nắng ăn đen tay mà. Toàn vỏ ốc chết không các bạn. Mình thấy ở đằng nặng đẳng á, mình thấy nó có ghi là bẫy nghêu để nuôi trồng thủy sản nghêu, mà mình không biết là nghêu ở nằm ở chỗ nào các bạn. Bạn thấy không, mình đào cát cũng sâu, chắc mình nghĩ ở đây không có nghêu đâu bạn ơi. Nghêu chắc mình đi chỗ quy hoạch nó, còn đây là biển để vậy chúng ta hãy ngắm thôi. Lâu lâu đổi gió các bạn, hưởng không khí biển như thế nào. Thì mình tên mình không có xấu không ạ. À? Mình cũng không có biết cách ăn nói các bạn, nên mình nói hơi lắp bắp, với lại mình cũng mới vừa làm một YouTuber thôi, nên mình chưa có am hiểu gì lắm, chưa có biết cách quay phim gốc như thế nào cho nó đẹp, hợp lý. Thì mình sẽ cố gắng. Mấy bạn nhớ đăng ký ủng hộ kênh mình, với xem video hết video, với giới thiệu bạn bè xem để giúp mình có động lực nhiều hơn để làm những video tốt hơn cho các bạn xem nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi đến khu di tích của Bến Tre, là khu mộ của cụ Nguyễn Đình Chiểu cho các bạn xem nha. Thì mời các bạn cùng đi theo mình nha. Hai, xin chào.